hồi đó trong cái công việc nhà tôi có làm cà phê, làm vườn, thì trong cái tôi là nhân vật chính trụ cột. Bởi như là hồi đấy các con nó còn đang nhỏ thì mình phải làm hết các mọi việc nặng nhọc trong gia đình, khuôn vác một ngày biết bao nhiêu bao cà phê lên trên máy cày, khuôn vác nhiều, đau lưng rất là nhiều. Trùng thời điểm đó tôi lại còn bị tai nạn bị trên cái mái tôn xuống, rồi tôi cũng tham gia thể thao rồi bị chấn thương cái đầu gối, bị giãn dây chằng. Trong cái thời điểm đó hai ba cái nó dồn vô, rồi sức khỏe nó không có ổn định, rồi mình cảm thấy rất là sa sút về tinh thần, về công việc làm ăn. Lúc đó tôi cảm nhận không có một cái hương phấn gì trong cuộc sống, thì cũng được nghe những người hàng xóm mách là đắp cái thuốc này thuốc kia, lấy rượu để bóp, nhưng mà ngày mai nó lại hoàn lại, cũng đau lại, bất lực lắm. Tôi cảm nhận lúc đó là không còn một thiết tha một cái công việc gì nữa. Khi tôi được người quen giới thiệu qua cái sản phẩm Jack này thì tôi sử dụng trong 3 năm trở lại đây. Tôi cảm nhận là sức khỏe rất là ổn định, tinh thần thoải mái, làm cái gì cũng cảm thấy rất là sảng khoái. Đến ngày hôm nay mình cứ cảm thấy giống như nào đang trong mơ. Jack thế mới đã đồng hành cùng hàng triệu khách hàng giảm đau nhức xương khớp, vận động dễ dàng. Mua Jack tại hơn 25.000 nhà thuốc trên toàn quốc hoặc website Ecurin hoặc Tiki.